Zadis nhặt được một chiếc bình thần bí trôi giạt trên biển. Nhìn chữ USA in trên đó rất quen, dường như đã trông thấy ở đâu đó. Zadis nhìn quanh rồi đem chiếc bình vào một góc khuất, nhân lúc chưa ai phát hiện trải chiếc áo ra đất. Cậu muốn đổ thứ đổ bên trong chiếc bình ra chiếc áo xem thử rốt cuộc là thứ gì. Zadis mở nắp rồi cẩn thận từ từ đổ ra ngoài. Trời đất ơi, lại là một viên thạch đã từ 82 năm về trước. Cậu bé cầm lên xem kỹ thứ, ồ, khá nặng. Trong viên thạch có một vật thể gì đó màu xanh lục. Zadis suy nghĩ giây lát rồi lấy áo gói ghém lại thật cẩn thận. Hóa ra cậu muốn bán cho ông lão bác sĩ thú y. Ông lão trả cho cậu bé 2 đồng xu để mua lại miếng thạch thần bí này. Ông lão bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. Lấy tay ấn thử, mềm mềm, còn có tính đàn hồi. Ông lão rất thắc mắc. Thứ này hấp hay luộc ăn ngon hơn nhỉ, vật thể xanh lá bên trong là gì mới được chứ? Ngày hôm sau, miếng thạch đột nhiên động đậy, tiếp đến ở giữa bỗng nứt ra. Một chiếc móng vuốt nho nhỏ từ từ thò ra, rồi gắng sức bóc bỏ lớp da mềm bên ngoài. Đôi chân nhỏ cũng không nhàn hạ gì, đạp vỡ miếng thạch để đón ánh mặt trời. Cứ như vậy, một chú Godzilla nhỏ xíu đã được chào đời. Đúng lúc này, Mary bước vào căn phòng, không hề chú ý tới con quái vật sau lưng. Godzilla nhỏ lặng lẽ đứng dụi mắt mà không hề biết nguy hiểm đang rình rập. Tiếng kêu của nó đã khiến Mary sợ hết hồn, liền lập tức gọi ông nội tới. Trời ơi, con quái vật này từ đâu ra đây? Lẽ nào là vật thể xanh lá bên trong miếng thạch sao? Quái vật nhỏ lắc lư chiếc đuôi rồi đi qua đi lại. Ông nội trợn trừng mắt giơ tay ra muốn tóm lấy nó. Godzilla sợ sệt không ngừng lùi về sau. Ông lão nhân cơ hội ra tay nhanh gọn bắt được rồi đem nó nhốt vào lồng sắt. Godzilla có vẻ ấm ức, vừa chào đời đã bị nhốt lại, mọi người bị làm sao ấy? Nó ngông nghênh tỏ ra không phục, con quái vật này rốt cuộc từ đâu tới vậy? 2 ngày trước, vài ngư dân ra biển bắt cá, đột nhiên một chiếc phi thuyền lao từ trên trời đâm xuống biển cả. Điều kỳ lạ là phi thuyền chỉ bị nhấn chìm một nửa, lẽ nào là mực nước biển thấp vậy sao? Ba người chèo thuyền lại xem thử, thông qua lỗ thủng bước vào bên trong. Bên trong nóng bức ngột ngạt, bọn họ phát hiện ra một vị phi công. Lại gần phát hiện vẫn còn sống liền lập tức cứu anh ta ra ngoài. Mà người còn lại không may mắn đến vậy, hơi thở thoi thóp, sau cùng người đàn ông cũng cứu được anh ta. Lúc này phi thuyền từ từ chìm xuống đáy biển sâu. Một bên ông lão đang chuẩn bị xem thử em nhỏ còn sống hay đã chết. Kết quả, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Ông lão kinh ngạc phát hiện, quái vật nhỏ lớn nhanh đến lạ thường. Chỉ mới ngủ chưa dậy nó đã cao tới hơn 1 mét, nặng khoảng 20 cân. Ông lão lo lắng Godzilla sẽ tiếp tục sinh trưởng nên định đưa nó đến sở thú. Lúc hai người đang trùm vải xung quanh để chuẩn bị cho lên xe, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Quái vật tóm chặt lấy tay Mary, may mà ông nội kịp thời gỡ ra. Tiếp đến quái vật xé rách mảnh vải, bẻ gãy lồng sắt rồi nhảy bật ra ngoài. Hai ông cháu sợ không dám lên tiếng. Quái vật đáng sợ đã xảy ra. Quái vật tóm chặt lấy tay Mary, may mà ông nội kịp thời gỡ ra. Tiếp đến quái vật xé rách mảnh vải, bẻ gãy lồng sắt rồi nhảy bật ra ngoài. Hai ông cháu sợ không dám lên tiếng. Quái vật đi đi lại lại, không hề làm hại họ. Sau đó nghênh ngang rời đi. Trước khi từ biệt vẫn không quên ngoảnh đầu lại gầm lên hai tiếng ra oai. Phi công được cứu rất nhanh đã tỉnh lại, nhưng người kia lại nhiễm phải một căn bệnh quái ác, có vẻ sắp không qua khỏi nữa rồi. Giây phút hấp hối, anh nói với người bạn đồng hành nhất định phải tìm lại miếng thạch và để lại muốn cuốn sổ ghi chép. Cảnh sát điều tra phát hiện, hóa ra chính là cậu bé Zadis đã nhặt được chiếc bình trôi giạt trên biển và bán miếng thạch bên trong cho ông lão bác sĩ thú y. Vậy nên cảnh sát bắt đầu truy lùng, nhưng bọn họ đã đến muộn một bước. Quái vật bên trong miếng thạch đã chạy mất. Quái vật vừa trốn thoát đi đến một nông trại chăn nuôi cừu. Một tiếng gầm vang dội, đàn cừu sợ hãi ào ạt bỏ chạy. Một chú cừu con vẫn đứng đó kêu meo meo. Quái vật suy tư hồi lâu, sau cùng bẻ lái bước về phía tiếng chó sủa. Xem ra con quái vật này cũng có ăn có học, biết lý lẽ, không nên bắt nạt kẻ yếu. Quái vật nghiêng ngang bước về phía chuồng ngựa. Đàn ngựa thấy vậy sợ hãi kéo đứt dây thừng chạy trốn. Một đống thức ăn gia súc đã thu hút sự chú ý của nó. Nhìn quanh bốn phía, không có ai, sợ chạy hết rồi. Được ăn bữa no nê rồi, sau đó quái vậy vội xé bao ra, vẫy vẫy đuôi rồi bốc từng bốc to cho vào miệng thưởng thức. Đang ăn ngon nghẻ thì một chú chó đã phát hiện ra nó. Chú chó gầm gừ hung tợn rồi lao tới vật lộn với quái vật. Chủ nông trại phát hiện điều bất thường liền cầm súng bước vào nhà kho. Chú chó đáng thương bị đánh tơi tả đã không thể động đậy. Chủ nông trại đang định nổ súng, đột nhiên cảnh sát đã ngăn ông lại. Bọn họ đẩy lồng gỗ tới muốn bắt sống con quái vật này. Cảnh sát cầm cây gậy dọa dẫm quái vật. Xuống đây mau. Quái vật khá phối hợp lập tức nhảy xuống, chơi cùng người đàn ông trò đấu kiếm. Người đàn ông không ngừng trêu chọc quái vật, dẫn dụ nó tới gần chiếc lồng. Mọi người vừa định đẩy nó vào trong lồng, quái vật lập tức hất văng cánh tay. Người đàn ông tiếp tục chọc nó. Lần này quái vật đã nổi cơn thịnh nộ, trực tiếp ném bay cây gậy đi. Không chơi với mày nữa. Chủ nông chạy sốt ruột cầm lấy cây sào đâm thẳng vào lưng nó. Quái thú đau đớn gầm rú vang trời, quay người lại vồ lấy chủ nông chạy. Quái vật bị đâm vào lưng, đau đớn đến thấu xương. Nó đã nổi giận, quay người vồ lấy chủ nông chạy. Cảnh sát cầm cây sảnh vạng bùm bụp vào người nó, nhưng bộ da của nó quả thực cứng như sắt, đập giống như đang gõ trống vậy. Không một ai có thể ngăn cản được sự hung bạo của nó. Cảnh sát bắt đầu lấy súng bắn nó, nhưng quái vật quá cứng cáp, vốn không sợ súng. Nó từ từ bước về phía họ, đám người sợ chạy ra ngoài đóng chặt cửa, cùng quái vật chơi trò anh chống tôi đẩy. Không đẩy được cửa, quái vật cũng không ngu, trực tiếp đập từng trốn chạy. Quái vật trốn trong hoa quả sơn, muốn chiếm núi là vua.
cảnh sát lần này tăng cường hỏa lực, cùng quái vật chơi trò anh chống tôi đẩy. Không đẩy được cửa, quái vật cũng không ngu, trực tiếp đập từng trốn chạy. Quái vật trốn trong hoa quả sơn, muốn chiếm núi là vua. Cảnh sát lần này tăng cường hỏa lực, lôi súng lửa ra phun vào người nó. Lần này quái vật thực sự đã biết sợ, lập tức trốn vào trong hang núi. Cảnh sát thông minh vứt một bao thức ăn ra súc, quả nhiên quái vật đã trúng bẫy bốc lên ăn. Đúng lúc này, một tấm lưới sắt bay từ trên máy bay xuống, trực tiếp tóm gọn quái vật. Chuyên gia thấy vậy nhanh chóng kích điện. Sau một hồi điện giật tơi tả, quái vật đã ngất đi. Các chuyên gia trói nó lại chuẩn bị tiến hành nghiên cứu. Nhưng không ngờ được rằng, bởi vì thao tác xảy ra sai sót, thiết bị bị chập điện không thể tiếp tục giật điện con quái vật. Quái vật bắt đầu vùng vẫy. Aizo bị điện giật hơi choáng tí, tiếp đến nó lại đập tường ra ngoài. Lúc này một chú voi to xông tới. Hai võ sĩ bắt đầu vật lộn. Hiệp đầu chú voi khinh địch, không ngờ con quái vật này lại khỏe đến vậy. Rất nhanh đã bị quái vật đẩy ngã. Hiệp hai, chú voi tập trung sinh lực, vừa đẩy quái vật lại vừa lấy vòi siết chặt người nó, nhưng đáng tiếc vẫn bị quái vật hạ gục. Hiệp thứ ba, chú voi đã học được kinh nghiệm, lao tới lấn át rồi tung một đòn ngàn cân quật quái vật ngã ngửa. Hiệp thứ tư, quái vật hội tụ sức lực ôm chặt chú voi không buông, còn thừa thế cắn lấy chiếc vòi dài tạo lợi thế. Một cú vật lộn tuyệt vời đã khiến chú voi gục ngã, tiếp đến cắn cổ kết thúc cuộc chiến này. Hai, anh voi đã bị quái vật tàn sát thê thảm, quái vật bắt đầu phát điên, không ngừng đập phá đồ đạc. Người dân sợ hãi lũ lượt trốn chạy. Quái vật làm loạn đủ rồi liền quay người nhảy xuống hồ ẩn nấp. Binh lính không ngừng ném lựu đạn xuống dưới. Sĩ quan cầm máy bộ đàm siêu to của bà Tân Vlog gọi cho tổng bộ nhờ cứu viện. Quái vật cuối cùng không chịu nổi nữa, liền ngoi lên khỏi mặt nước gầm rú về phía binh lính. Binh lính sợ hãi bỏ chạy toán loạn, tiếp đến nó phá tan cây cầu rồi nghênh ngang bước đi. Lần này nó trèo lên trên bức tường cao, nó tưởng rằng ở trên đó con người sẽ không thể công kích được. Kết quả binh lính vác ống pháo đến. Quái vật ôm bụng đau đớn cắn răng chịu đựng, không cẩn thận suýt ngã xuống dưới. Nó bám lấy bức tường khổ sở vẫy vùng, xe tăng nhắm chuẩn thời cơ rồi nổ súng. Một mảnh tường to nổ tung giờ, quái vật cuối cùng đã bị rơi xuống, ngã ngửa trên mặt đất không đứng dậy nổi. Bộ phim đến đây kết thúc, đừng quên follow mình nha moa moa.